Sẽ làm clip nói về cái so sánh hai là đồng hồ, đó là đồng hồ DT 90 và 989830B, và cái đồng hồ IS960TR kim của Sumo. Thì đây rồi, cái đồng hồ 960T đây đây của Samoa đây, Samoa chứ lộn, đây. Và đây là cái DT 90B, mình có rất là nhiều, giá rất là rẻ, các bạn nào mua cái này sẽ xài trước ha. Thì đây là cái đồng hồ mà dân đường, dân mà không chuyên nên dùng, không không chuyên nên dùng cái đồng hồ này đây, tại vì chúng ta không không chuyên, ta dùng cái rẻ thôi. Thì cái nào cũng có tặng tặng cái này, có tặng pin luôn, cái này thì không nha, cái kim thì không. Ok, mình sẽ mở cho mọi người xem bóc phốt ở đây. Đây là đồng hồ DT 990 9830B. Thì đây đều có cái thân nắp đều ợp như nhau ha. Von thì đây tới 1000 VDC, đây cũng 1000 VDC. Von AC thì đây 1000 VDC, còn đây chỉ có 750 VDC thôi ha. Nhưng mà dùng đủ đủ chúng ta đo điện điện xoay chiều ở nhà, điện sống ở nhà rồi. Thì về đo ampere mà, thì đây đo được ampere một chiều và đó, tối đa là 10 ampere. Đây, ampere một chiều tối đa là 10 ampere. Thì đây cũng là ampere một chiều và tối đa là 2,5 ampere. À, cái này gấp này 4 lần, đo được tới 10 ampere, con này chỉ đo được 5 ampere mà thôi, đo hơn là gãy kim. Thì đây có lỗ transistor ở đây cũng có, nhưng mà dạng tròn thôi, cũng như nhau. Chỉnh thang HFE thì đây có đo diode ở đây thì không, tại vì chúng ta đã có thang đo điện trở nhân một rồi, cũng như là đo diode rồi, không cần phải dùng có thang đo diode nữa. Ok, thì sơ lược là như vậy. Đây là thang điện trở đo tới 2000 kg, là 2 mA, 2000 kg là 2 mA, còn này đo tới 10 mA, 10 nhân 10 kg là đi đây là 1 1 kg rồi, mà nhân 10 kg nữa là 10.000 kg, 10 nói chung là 10.000 kg, đúng 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 không ta? Đây là 10 kg rồi, mà 10.000 mà nhân thêm 1.000 nữa thì sẽ là 10 triệu, là 10 mA, đúng rồi, mình nói đúng rồi, tính nhẩm đúng rồi. Thì đây chúng ta sẽ có này, có tặng pin con này thì không, đây mình sẽ còn xem đây cái tặng pin sẵn nè đấy. Còn cái này thì không, này không không có tặng pin sẵn. Thì hai này đều có tặng dây đo hết. Cái này là 85 ngàn, cái này là 135, 140 ngàn. Cái này là dùng để chỉnh cho nó về không, và cái này dùng để chỉnh kim ở mức độ này nè. Khi mà chúng ta muốn đo điện trở thì chúng ta phải chỉnh chọc hai ve lại, chúng ta chỉnh nó về không ta mới đo chính xác được. Cái này thì không, này dễ hơn nè. Nói chung dân dân điện tử thường thì nó dùng cái này hơn, cái này dễ dùng hơn. Thì cái này dùng pin 9V, cái này dùng một pin 9V là một viên pin 1,5V. Còn cái này chỉ dùng một pin 9V mà thôi, không cần 1,5V. Thì hai cái này đều sản xuất từ Trung Quốc, các bạn nên nhớ điều cái điều đó. Thì không thể nào mà bảo hành sản phẩm như này được, tại vì mình chỉ bao test 3 ngày thôi, các bạn dùng 3 ngày thì ok. Nếu như các bạn dùng lâu quá, lỡ có sai sót gì khi mình bảo hành thì không, mình không bảo hành được, các bạn thông cảm mình cái điều đó ha. Vì đồng hồ vạn năng dùng để đo, mà chúng ta đo sai một cái là nó sẽ hư liền. Các bạn muốn qua bảo hành thì rất là khó đối với mình. Nếu các bạn sử dụng đúng á mà nó hư á, thì dùng ít gì cũng khoảng 1 2 tháng nó mới hư, đúng không? Thì nếu còn có mình dùng thêm mấy năm chưa hư nữa. Nếu các bạn dùng sai á thì 1 2 ngày là nó banh rồi, và chúng ta sẽ đổi cái sự sai lầm của mình thành tiền bạc, mình mua cái mới mình xài. Đó là cái châm ngôn của mình, đổi sự sai lầm thành tiền bạc. Đó là cái giá của sự sai lầm và sự sai sai sót, đó chỉ là tiền bạc mà thôi. Thì các bạn không, mình không bảo hành nha, mình chỉ bao test 3 ngày thôi, nếu ok thì thuận mua vừa bán. Các bạn cứ đợi bảo hành thì mình không bảo hành được cái loại đồng hồ này. Ok, bạn nào cứ cần thì liên hệ mình sẽ cung cấp và ship qua bưu điện, tiền ship mỗi cái là 30 ngàn. Nếu các bạn mua chung ship vẫn 30 ngàn, các bạn mua riêng ship vẫn 30 ngàn một cái. Thì tiền ship tính theo từng gói hàng chứ không không có tính theo mua nhiều hay ít, chỉ tính theo khối lượng mà cũng như kích thước của cái gói hàng đó. Nếu bạn mua nhiều quá thì tăng lên 5 6 ngàn thôi chứ không tăng nhiều. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video thấy hay, like, subscribe, comment giúp mình. Chào mọi người.